Cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì để nó diễn ra như thế ấy, vì cuộc sống vốn hoàn hảo như nó đang là. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ít khi nào ta để cho mọi việc diễn ra như nó đang là, mà luôn có sự can thiệp của tâm trí. Tâm trí thường nói thì thầm là thích hay không thích, lấy hay bỏ. Một khi ta chạy theo bất cứ tiếng nói thì thầm nào của tâm trí, thì ta đã can thiệp vào những tình huống đang xảy ra mà không còn chấp nhận tình huống ấy một cách hoàn toàn như nó đang là. Vì chạy theo tâm trí, vì không còn chấp nhận những tình huống đang diễn ra một cách hoàn toàn như nó đang là, nên tâm ta bắt đầu xuất hiện những cảm xúc thương, ghét. Khi thương, ta muốn giữ lấy, bám chặt. Còn ghét thì ta muốn xua đuổi, đẩy những tình huống hoặc sự vật đó ra. Và vì thế đã tạo ra những cảm xúc trong ta. Khi cảm xúc trong ta được tạo ra thì thái độ và hành vi cũng được phát sinh. Nếu cảm xúc trong ta được tạo ra là một cảm xúc tích cực thì thái độ và hành vi của ta sẽ là tích cực. Còn ngược lại, nếu cảm xúc trong ta là tiêu cực thì thái độ và hành vi của ta cũng trở nên tiêu cực. Cảm xúc được phát sinh ra do ta không chấp nhận mọi thứ đang diễn ra như nó đang là, thì tâm trí bắt đầu dao động và đánh mất đi sự bình an, làm ta xa rời cội nguồn tâm ban sơ của mình, của chính mình. Vì thế, bình an trong ta sẽ không còn. Tập chấp nhận mọi việc cho nó xảy ra như nó đang là, ta sẽ bắt đầu nhận ra được một bầu trời tâm thức rộng lớn, đầy bình yên. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn không làm dao động bầu trời bình yên này. Ta có thể hình dung bầu trời bình yên này như không gian mà các tình huống xảy ra đang ở bên trong không gian đó. Máy bay có bay, xe cộ có chạy thì không gian đó đang ôm lấy các sự kiện trên vẫn bất động, bình yên, thản nhiên. Trong ta cũng có một không gian như thế của tâm thức mà ta chỉ có thể nhận ra và sống với nó khi ta biết chấp nhận hoàn toàn mọi việc xảy ra như nó đang là, mà không thêm, không bớt bất cứ điều gì tâm trí tạo tác ra. Khi bạn quen dần với việc chấp nhận hoàn toàn mọi thứ xảy ra như nó đang là, bạn sẽ khám phá ra được nhiều điều thú vị về chính bạn. Mà một trong những điều thú vị nhất, đó là những gì bạn nghĩ là to tát, quan trọng trước đây thì bây giờ dường như chẳng có quan trọng gì cả. Những điều ấy như hạt bụi vướng vào áo vậy thôi. Cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì để nó diễn ra như thế ấy, vì cuộc sống vốn hoàn hảo như nó đang.